Chương 55. Hàm Đức Chi Hậu. Tỷ ư xích tử, độc trùng bất thích, mãnh thú bất cứ, quắc điểu bất bác. Kẻ mà đức dày giống như con đỏ, độc trùng không cắn, thú dữ không ăn, ác điểu không xớt. Những câu trên như độc trùng không cắn là nói nghĩa bóng, tức đứa trẻ mới sinh thì không có dục vọng, bình thản đối với ngoại vật. Ngoại vật tuy có nhưng không động được tâm nên không làm thương sinh. Vì vậy mà bảo độc trùng không cắn, thú dữ không ăn, ác điểu không xớt, nghĩa là ngoại vật không làm hại được. Cốt nhược cần nhu nhi ác cố, vị chi tận mẫu, chi hợp nhi tác toàn, tinh chi trí dã, trung nhật hào nhi bất xá, hòa chí trí dã, chi hòa viết thường, chi thường viết minh, ích xanh viết tường, tâm sử khí viết cường. Xương yếu gân mềm, tay nắm cứng khư, chưa biết giao hợp, tinh khí có dư, suốt ngày hét vang mà tiếng không khan, hòa hợp hoàn toàn, biết hòa là thường, biết thường là minh, quá ham sống thì hại, tâm sai khí thì mạnh. Xương yếu gân mềm tức là tả sự nhu nhược, nhưng hễ vơ nắm vật gì thì lại nắm cứng không buông, đó là tả sự không bị sao lãng vì các ngoại vật khác. Chưa biết giao hợp tức âm dương vợ chồng nên âm khí đầy đủ, tinh khí có dư, chưa bị ngoại vật làm dao động. Trung nhật hào nhi bất xá tức là suốt ngày la hét mà tiếng không khan, tuy gào thét nhưng không phải bị ngoại vật xúc động đến tâm, cho nên thần khí không vì đó mà thương tổn. Theo y học phương Đông thì tâm mà bị xúc động thì sinh lực bị thương tổn, cho nên vì hỉ nộ ái ố mà la thì tiếng sẽ phải khan. Đứa trẻ sơ sinh la hét suốt ngày mà giọng lại không khan, người ta biết là vì tâm nó không dao động nên sinh lực nó bình hòa. Người mà giữ được cái tâm bất động bên trong, không bị ngoại vật làm náo động, là kẻ giữ được sự điều hòa giữa nội tâm và ngoại giới, nên gọi là bất dĩ ngoại vật động kỳ tâm, nên mới nói biết hòa thì gọi là thường. Thường ở đây là thường tâm, cái tâm không thay đổi, không bị dao động. Câu chi thường viết minh, ý này được bàn qua ở chương 16. Việc đời không gì là không biến đổi, chỉ có đạo là bất thiên bất biến mà thôi. Kẻ nào giữ được đạo thì mới giữ được cái tâm thường, nghĩa là tâm yên tĩnh. Tâm mà yên thì thần vững, thần mà vững thì tinh đầy. Đó là không bàn đến đạo dưỡng sinh, mà thực ra đã là đạo dưỡng sinh. Chi thường ở đây là biết thuật giữ được thường tâm, nghĩa là không bị ngoại vật sai sử. Bất khả đắc nhi thân, bất khả đắc nhi sơ, bất khả đắc nhi lợi, bất khả đắc nhi hại, bất khả đắc nhi quý, bất khả đắc nhi tiện là như vậy, trích trong chương 56. Ích xanh viết tường, ích xanh tức là làm tăng cái sống. Tăng cái sống là không biết tri túc, tức là tham lam, chạy theo sự thỏa thích dục vọng hàng ngày, đó là vời họa đến cho mình, khó mà sống lâu được. Tâm sử viết cường, khi tâm mình không định mà bị dao động, thì tâm khiến khí phải động theo mà bị phá hủy. Thấy khí phát lộ hung hăng mạnh mẽ, đó gọi là cường. Nhưng mạnh mẽ thì sẽ bị gãy và chết, nên gọi là vật tráng tắc lão. Vật tráng tắc lão, vật chi bất đạo, bất đạo tảo dĩ. Vật mạnh lớn thì già, đó là nghịch đạo thì chết sớm. Vật mạnh lớn thì già đi, già thì suy nhược và đi lần lần đến cái chết. Đừng để cho mình bị yếu mòn và đi lần đến cái chết, vì như thế sẽ làm nghịch với đạo. Nghịch với đạo thì chết sớm. Trở lên là bàn về cái đạo tu dưỡng.